Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Hoàng Hải, đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia Anh Hà Tĩnh. Hôm nay để mọi người hiểu thêm một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, chúng ta hãy bắt đầu hành trình đi tìm cơ hội đổi đời. Cho cháu hỏi là ông bà là được bao nhiêu người con ạ? Được 8 người con và chết với 4. Thằng đi này bị bệnh thần kinh. Rồi thì sinh ra cháu Lan là vợ chồng lấy nhau rồi là bỏ con khi sơ sinh ạ. Cháu bị bệnh vẹo cuộc sống rồi để lại ông bà nuôi. Đứa cháu nội là Hồ Thị Lan, sinh 2005, học lực giỏi, có giấy khen. Cháu Lan bị bệnh vẹo cuộc sống. Nói chung cuộc sống ta thì thằng gì mà cuộc sống của cháu Lan là rửa. Họ giới thiệu họ này đi, chưa có 200 triệu bỏ vô thì khi nữa họ mới chữa bệnh nó được. Nhiều khi tế nè, rồi nhiều khi thì đau cái ngôi mân cái chí là đây là đi cong một hôm rồi mới đi thẳng. Nhưng mà không chịu đi đâu cả, hổ thẹn với bạn bè. Khi mà ông nói nè, con như có cái cục rồi là con sợ lắm, con sợ hổ. Lúc nào cũng ván đau, đi lại cũng ván đau vì mình mỏi. Vì anh yếu, anh này gu ra, càng ngày nó càng gu ra. Ông bà mà mất rồi thì cháu hay cũng sống nổi. Kêu ông bà nội lắng kêu, mà khi mà ông kêu cha mẹ để cho con có tình kinh cảm một chút. Hàng ngày là nấu nướng, quẹt đòn rồi thì chăm sóc ông đi làm ruộng. Có bán sao ruộng à, thu hoạch được một mùa như thế là được một tấn lúa, thì ăn còn một năm. Bởi vì là tôi cũng bị bệnh suy tim. Trước đấy hộ nghèo họ cho 5 triệu rồi thì này thuê tiền về mua được một con bò thì để cho nó sinh sôi này nở một năm 8-7 triệu rồi cho cháu ăn học. Nhà như vay mượn đang nhiều, hiện nay là 100 triệu, nợ hộ nghèo là 50 triệu, cho nên là khó khăn. Căn nhà này từ lúc xây năm 2000, mưa gió này nước ngập lên ngang cửa sổ. Cho nên họ đưa thuồng lên, họ vệt lúa lên trên các xẹp á. Trong nhà tôi là không có chi nặng giá 2 triệu bạc. Chắc ít cây chèn, cây đòi với cây cầu, cây đũa chứ ăn hàng ngày rồi thôi. Con trai đã 15 năm là bỏ vừa bỏ rỡ. Chán nản bị thần kinh luôn rồi. Có như nhiều lúc thì bị mắc cái điện, có cái điện nó chết. Cho nên là ông phải cắt điện. Anh là phát bệnh, anh là đập phải, anh mình đủ kiểu. Tôi là như khổ với anh như kiểu mà vô trong một cái nhà tù mà.